Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay cũng tới cử xịt trái mãn thon các bạn, cử 4 trái 47 ngày các bạn. Thì hôm nay mình xịt cái bộ này nè các bạn, bộ đôi của Pháp là Inurin nè các bạn, Proliere Ultra với kèm thuốc sâu các bạn, này cũng sâu luôn. Thì mình tiến hành pha thuốc cho các bạn xem nha. Giảm nước lại thì đây mình pha thuốc thì mình bơm nước rồi đầy khoảng nửa phi mình mới pha nha các bạn, chứ mà nước mà không có trong phi là mình không pha nha các bạn, để đảm bảo cho nó đều. Mình mở cái chai ra mình đổ vào các bạn xem các bạn. Có một tay khó làm các bạn, Inurin nè các bạn, dạng nước nó nào chế vô một phi ra nửa chai nha các bạn, xúc cho nó sạch rồi nó cô đặc lắm các bạn, đặc nó bổ. Cũng vẫn còn đóng này là thành phần các loại axit amin thiết yếu, nó cô đặc rồi nó để lâu là nó đóng rồi. Tiếp theo là Proliere rè rè này các bạn, Ultra, mở nắp luôn, cái nắp nó rất là khó mở nha các bạn, dạng nước nó nữa đổ vô xúc luôn. Ngày hôm nay mình xịt mẫu thon nha các bạn. Trước khi chế thuốc vô thì bạn lắc đều thuốc lên cho nó có một tay các bạn. Hay sau sinh học nha, đổ vô nước đục ngầu luôn. 22m 3.6c các bạn, cũng xúc cho nó rửa cho sạch nha. Cái này thì tùng mét tin các bạn, này còn miếng xịt luôn các bạn. Vừa lên miếng gần về xịt và cái cây nhỏ các bạn, rồi cho nước vô thêm. Thì cái giai đoạn 47 ngày thì các bạn vừa xịt sâu trái nè với dưỡng trái, rồi các bạn có thể phun phủ ngoài lá luôn nha các bạn, phun lá mặt trong lá mặt ngoài luôn nha, cho cái vàng lá mình nó cung cấp các vitamin thiết yếu và axit amin, rồi nó cung cấp cho vàng lá mình nó xanh nó khỏe nữa các bạn. Giai đoạn này thì mình không xịt đạm ngoài lá nha, mình chỉ xịt vi lượng ha, và các loại axit amin thiết yếu cung cấp cho lá là nó dày lá các bạn, nó chống bị trá lá nè. Bơm đầy phi lên là mình bắt đầu mình xịt các bạn. Nay mình không có xịt rồi, mình muốn công xịt chưa công xịt các bạn, mình mở máy là chạy cho lẹ rồi các bạn, thấy mở máy là chạy nhanh không, chạy là một phi nước là cắt tóc luôn. Cái vàng mình chế của mình này các bạn, chế từ phi lớn nó đổ vậy đây, nó đổ về cái phi nhỏ này là nó áp lực của nó rất là cao, bởi vậy nó rất ra rất là nhiều các bạn. Các bạn thấy nó tràn nước luôn không, cái đầy phi lớn là bắt đầu nó tràn, nó dồn áp lực là cái phi nhỏ này nó chạy càng nhanh các bạn. Vậy luôn các bạn, gần đầy tắt máy các bạn. Rồi thì giờ video mình chỉ có vậy thôi, thì cảm ơn các bạn đã xem video nha.